Một cơn bão mùa đông tiếp tục tấn công bờ Tây của nước Mỹ trong ngày hôm qua với mưa lớn, tuyết và cả gió giật, trong khi cảnh báo lũ lụt vẫn được duy trì trên toàn bang California. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cảnh báo về tác động đáng kể của lũ quét và lũ lụt đô thị đối với một số khu vực ở phía nam của bang này. Có khả năng là lượng tuyết sẽ rơi dày khoảng 60cm ở khu vực địa hình trên 1.800m ở dãy núi Sierra, vùng núi ở cực bắc của California. Và hiện có nhiều báo cáo về tình trạng lũ lụt, lở đất đá trên nhiều tuyến đường ở thành phố Los Angeles. Nhà chức trách kêu gọi người dân hạn chế ra đường để tránh nguy hiểm. Còn tại Trung Quốc, do tác động của một đợt không khí lạnh mạnh, nước này đã phải ban hành cùng lúc 6 cảnh báo về thời tiết, bao gồm cảnh báo không khí lạnh, cảnh báo tuyết, băng giá, sương mù, gió lớn và thời tiết đối lưu mạnh. Trong đó thì cảnh báo không khí lạnh được đặt ở cấp độ màu cam, tức là cấp độ cao nhất trong thang cảnh báo. Từ Trung Quốc, phóng viên Duy Trọng thông tin chi tiết. Do tác động của không khí lạnh, nhiều địa phương phía Bắc Trung Quốc những ngày qua ghi nhận nhiệt độ giảm mạnh, thấp hơn so với bình quân cùng kỳ từ 4 đến 10 độ C. Các tỉnh Thiểm Tây, Hà Nam, Hà Bắc, Sơn Đông, Sơn Tây, tuyết rơi dày kèm gió lớn, ảnh hưởng đến giao thông đi lại và sản xuất nông nghiệp. Nhiều đoạn đường cao tốc phải đóng cửa, hàng trăm chuyến tàu, chuyến bay phải hoãn hoặc hủy chuyến do thời tiết xấu. Trước tình hình thời tiết cực đoan, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc đã kích hoạt tình trạng khẩn cấp cấp độ 4 đối với các tỉnh An Huy, Hà Nam, Hồ Bắc của nước này. Các bộ ngành liên quan của Trung Quốc cũng cử các nhóm công tác đến các khu vực bị ảnh hưởng để chỉ đạo công tác phòng ngừa và giảm thiểu thiệt hại. Dự báo trong 2 ngày tới, không khí lạnh sẽ tiếp tục di chuyển về phía Nam, khiến nhiệt độ ở các địa phương miền Trung và miền Nam Trung Quốc giảm mạnh từ 6 đến 18 độ C, có nơi giảm hơn 20 độ C. Tại Bắc Kinh, tuyết đã ngừng rơi nhưng vẫn tích một lớp dày gần 10cm, buộc thành phố này phải huy động gần 8.000 phương tiện để dọn tuyết trên đường. Còn tại các địa phương ở miền Đông và miền Trung Trung Quốc, mưa tuyết, băng giá dự báo sẽ tiếp diễn cho đến đầu tuần tới. Trong đó giai đoạn nghiêm trọng nhất là từ hôm nay đến ngày mai. Duy Trọng, phóng viên thường trú Truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc.